Chào mừng quý vị đến với một điểm tin thời sự tuần qua của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Đại hội Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Toàn giáo phận Phú Cường năm 2018, Thánh lễ mừng kính Thánh Du Xe tại Giáo sứ Chánh Tòa Phú Cường, bế mạc lớp tác viên tin mừng hạt Củ Chi, giới hiền mẫu giáo hạt Bến Cát tỉnh Tâm Mùa Chay năm 2018, giới hiền mẫu giáo hạt Phú Cường tỉnh Tâm Mùa Chay, mừng lễ kính Thánh Du Xe và mừng bổn mạng giới gia trưởng Giáo sứ Tây Ninh, Mừng lễ Thánh Du Xe, quan thầy giới gia trưởng giáo xứ cao xá mừng lễ thánh du xe mừng bổn mạng giới gia trưởng giáo xứ rạch kiến mừng lễ thánh cả du xe mừng bổn mạng cha chánh xứ giáo xứ giàu tiếng Đại hội Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Toàn giáo phận Phú Cường năm 2018 Sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018, Đại hội Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Toàn giáo phận năm 2018 được tổ chức long trọng tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường. Ước tính khoảng hơn 800 người về tham dự. Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ sáng với việc ghi danh đăng ký tham dự đại hội. Đến 8 giờ 30 là nghi thức sám hối. Cha Anton Hà Văn Minh, cha sở Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, cũng là cha đặc trách Hội đồng Mục vụ Giáo phận Phú Cường. Hướng dẫn đại hội thực hiện việc sám hối Chuẩn bị tâm hồn bước vào lễ vượt qua Và đón mừng đại lễ phục sinh Trong dịp này Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước Giám mục giáo phận Phú Cường Về hiệp dân Thánh lễ mừng kính Thánh Du Xe Đây cũng là dịp để toàn thể cộng đoàn Mừng bổn mạng của Đức Cha kính yêu Chia sẻ cùng cộng đoàn Đức Cha Du Xe nhắc nhở cộng đoàn Cùng hiệp thông thực thi sứ điệp mùa chay Của Đức Thánh Cha phanxicô vì tội ác lan tràn nên tình yêu của nhiều người trở nên nguội lạnh. Ngài mời gọi mọi người hãy sống trong yêu thương và đặc biệt luôn kiếm tìm và thực thi theo thánh ý Chúa. Mọi sự phải tuân theo thánh ý Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện hội đồng mục vụ kính lời chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse kính yêu và dâng lên ngài những đóa hoa tươi thắm thay cho lòng thảo kính của đoàn con cái của ngài đức cha đón nhận tâm tình của đoàn con cái bằng nụ cười thật tươi và gần gũi thân quen của người mục tử. tin giáo sứ chánh tòa thánh lễ mừng kính thánh du xe tại giáo sứ chánh tòa phú cường vào lúc 5 giờ sáng thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2018 tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường, thánh lễ mừng kính trọng thể thánh cả Giuse được Đức cha du Xe Nguyễn Tấn Tước chủ tế, cùng đồng tế là quý cha của giáo xứ chánh tòa Phú Cường. Nhân dịp này, toàn thể cộng đoàn dân Chúa chúc mừng bổn mẹ Đức cha Giuse và cha phó du Xe Nguyễn Phong Sương. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ chánh tòa Phú Cường dâng lời chúc mừng bổn mạng đức cha du xe cha phó du xe và dâng lên các ngài những đóa hoa tươi thắm cùng tràng pháo tay giòn rã của cộng đoàn ông trưởng ban hội đồng mục vụ cũng chúc mừng bổn mạng đến cộng đoàn những ai nhận thánh du xe làm quan thầy và mọi người cùng chúc mừng nhau bằng những tràng vỗ tay rộn rã bằng những nụ cười thân thương Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ sáng và mọi người chào nhau ra về trong bình an. tin hạt củ chi bế mạc lớp tác viên tin mừng hạt củ chi sáng chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 100 anh chị em trong lớp tác viên tin mừng vui vẻ tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau thật thân tình vì hôm nay là buổi học cuối khóa buổi học có nhiều cảm xúc dân trào trong ba buổi học của các chủ nhật trước anh chị em đã được học chương 5 của tài liệu huấn luyện tác viên tin mừng do Ủy ban Loan báo tin mừng giáo phận Phú Cường phát hành đó là phương pháp chia sẻ tin mừng bảy bước trong dịp này anh chị em đã chào đón cha tổng đại diện giáo phận phú cường và cha đã có lời huấn từ kết thúc khóa học cha simon nói chúng ta không có nhiều cơ hội để gặp gỡ chúa trong bầu khí tình thân của những người con cái trong hội thánh cụ thể là trong giáo phận địa phương chúng ta anh chị em là những hạt nhân của những nhóm nhỏ để sống hạt giống lời chúa được gieo vãi từ cuộc đời của mình vào trong môi trường mỗi nơi mà Chúa đã mời gọi chúng ta đang sống. Buổi học kết thúc đã quá trưa, cả lớp vui vẻ chào tạm biệt, cùng hẹn gặp nhau trong khóa học tiếp theo. Cả lớp được cha quản hạt chiêu đãi bữa cơm trưa thật ngon, thật ấm áp. Tinh hạt bến cát, giới hiền mẫu giáo hạt bến cát tỉnh Tâm Mùa Chay năm 2018 vào lúc 14 giờ 30 thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018 giới hiền mẫu giáo hạt bến cát tỉnh tâm mùa chay tại giáo xứ bến cát với chủ đề hiền mẫu giúp thăng tiến mọi thành phần trong gia đình tham dự có khoảng 500 chị em hiền mẫu thuộc 11 giáo xứ khởi đi từ thư mục vụ năm 2018 của đức cha Nhu Xe với chủ đề thăng tiến mọi thành phần dân chúa trong thánh tâm chúa giêsu Cha Du Xe Nguyễn Phát Tài Đặc trách giới hiền mẫu giáo phận Đã mời gọi từng chị em hiền mẫu Hãy thăng tiến mọi thành phần trong gia đình Theo gương của thánh nữ Y Nê Lê Thị Thành Là người phụ nữ trong thời cấm đạo Bà bị bắt giam Dù bị gian quân dùng mọi cực hình tra tấn Bà vẫn kiên tâm dâng mình cho Chúa Và cầu xin Đức Mẹ gìn giữ cho bà được chết trong Chúa Đến 17 giờ Thánh lễ do Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước Chủ Tế Đồng tế có cha xe Nguyễn Phát Tài, cha sở Tôn Phạm Văn Sáng và cha phó rô Nguyễn Minh Mẫn. Đức cha xe kêu gọi mọi người phải xin Chúa thanh tẩy con tim trong sạch, đổi mới để trở về với Chúa, ăn năn sám hối để giải thoát khỏi tội lỗi, để có hy vọng thăng tiến vững vàng, ngày càng ý thức vận dụng ơn Chúa để đạt được sự sống mới mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Sau thánh lễ, vị đại diện giới hiền mẫu cảm ơn Đức Cha, quý cha đồng tế, vị đại diện cũng gửi đến mọi người lời chúc mùa chay thánh an bình và thánh đức. Tinh hạt Phú Cường, giới hiền mẫu giáo hạt Phú Cường tỉnh tâm mùa chay Sống tâm tình mùa chay thánh theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phan Xích Cô qua sứ điệp mùa chay năm 2018, vì sự ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người trở nên nguội lạnh, cũng như chuẩn bị tâm hồn bước vào lễ vượt qua. Giới hiền mẫu giáo hạt Phú Cường có buổi tĩnh tâm mùa chay vào chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại nhà thờ Mỹ Hảo. Chương trình tuyến tâm bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút tại nhà thờ Mỹ Hảo. Chia sẻ cùng chị em trong buổi tĩnh tâm hôm nay là cha An Tôn Hà Văn Minh, đặc trách giới hiền mẫu giáo hạt Phú Cường mời gọi chị em sống tâm tình mùa chay thánh theo sự mời gọi của đức thánh cha Francisco. Sau phần chia sẻ của cha An Tôn, mọi người đi chặng đàng thánh giá. Đúng 5 giờ chiều, đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước đã đến hiệp dân thánh lễ, đồng tế cùng đức cha là cha Du Xe Nguyễn Phát Tài và quý cha. Cùng với tâm tình mùa chay, đức cha mời gọi chị em sống tâm tình mùa chay theo sứ điệp của đức thánh cha Francisco. Đặc biệt mời gọi cộng đoàn hãy cố gắng thăng tiến trong thánh tâm Chúa Giêsu, hãy kiến tạo hòa bình bằng đời sống yêu thương và điều quan trọng nhất là hãy luôn tìm kiếm thánh ý Chúa, tuân phục theo thánh ý của Ngài trong mọi sự. Sau thánh lễ các chị em hiệp cùng với cộng đoàn giáo xứ Mỹ Hảo mừng bổn mạng đức cha Du Xe, cha đặc trách giới hiền mẫu bằng những lẫn hoa tươi thắm và những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Sau đó mọi người cùng dùng bữa cơm tối thân mật và chào nhau ra về trong bình an. Tin giáo xứ Tây Ninh Mừng lễ kính thánh Du Xe và mừng bổn mạng giới gia trưởng giáo xứ Tây Ninh Hòa trong bầu không khí mừng kính thánh du xe, giáo xứ Tây Ninh đã long trọng cử hành thánh lễ vào ngày thứ hai, 19 tháng 3 năm 2018. Đặc biệt, trong buổi lễ chiều cũng được dành mừng bổn mạng giới gia trưởng của giáo xứ với sự chủ tế của cha chánh sứ Gioan Võ Hoàng Sinh. Trong thánh lễ, cha Gioan đã nhắc lại việc thánh cả du xe được chọn giữa muôn người để làm cha nuôi Chúa cứu thế. Ngài là một người khiêm nhường, công chính và luôn thực thi ý muốn của Chúa cũng như trong chương trình cứu độ của Chúa. Dịp này, cha Gioan cũng nhắc nhở các tín hữu và cách riêng giới gia trưởng hãy luôn biết tín thác vào Chúa, chăm sóc đức tin của bản thân mình và các thành viên trong gia đình để góp phần cùng cộng đoàn dân Chúa thực thi chương trình cứu độ của Ngài. Cuối thánh lễ, đại diện giới gia trưởng của giáo xứ đã dâng tặng cha chính xứ bó hoa tươi thắm cùng lời cảm ơn Ngài về những việc làm của Ngài cho giáo xứ nói chung và cho các giới nói riêng. Đáp lại, cha Gioan đã cảm ơn giới gia trưởng đã cộng tác với Ngài trong việc dẫn dắt các Kitô tô hữu trong các hoạt động của giáo xứ thời gian qua và chúc cho giới gia trưởng cùng các giới, các đoàn thể trong giáo xứ ngày càng thăng tiến, góp phần đưa tin mừng cứu độ đến mọi người. Kết thúc thánh lễ, mọi người tham dự vào buổi liên hoan thân mật và chương trình văn nghệ thật ấm áp. Tin giáo sứ Cao Xá, mừng lễ thánh du xe, quan thầy giới gia trưởng giáo sứ Cao Xá. Ngày 19 tháng 3, cùng với toàn thể giáo hội mừng kính thánh du xe, Trước thánh lễ vào lúc 17 giờ 15, toàn thể cộng đoàn giáo xứ cung nghinh kiểu thánh du xe xung quanh nhà thờ. Với lời kinh cầu, thánh du xe đã làm cho cuộc cung nghinh thêm phần trang trọng. Đầu lễ, cha chánh xứ Gioan Bautista đã nêu lên gương mẫu thánh du xe trong đời sống gia đình cho quý ông gia trưởng trong giáo xứ. Trước khi thánh lễ kết thúc, ông Gioan Bautista trưởng giới gia trưởng thay mặt cho quý anh em trong giới và toàn thể quý gia trưởng trong giáo xứ tạ ơn Thiên Chúa cũng như cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn đã cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn long trọng này. Tiếp đến, một vị đại diện quý hiền mẫu trong giáo xứ chúc mừng quý ông nhân ngày mừng bổn mẹ này. Sau bài hát kết lễ, mỗi người trong giáo xứ cũng nhận được một nhành huệ từ nơi bàn thờ thánh Giuse như một sự chúc lành của Ngài cho mỗi người trong giáo xứ. tin giáo xứ rạch kiến mừng lễ thánh du xe mừng bổn mạng với gia trưởng giáo xứ rạch kiến vào lúc 18 giờ chiều thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2018 giáo xứ rạch kiến mừng lễ thánh du xe dịp này cũng là bổn mạng với gia trưởng và giáo khu du trong giáo xứ thánh lễ do cha chánh xứ phêrô trần công cảnh chủ tế tham dự thánh lễ còn có quý vị thuộc cộng đoàn hội dòng mến thánh giá tân việt rạch kiến các hội đoàn các giới cùng đông đảo bà con giáo dân tham dự. Cách đặc biệt các anh em gia trưởng có mặt rất sớm và đông đảo. Qua bài tin mừng, Cha -rô chia sẻ cho cộng đoàn nghiệm ra rằng, Thánh Giuse là một con người luôn khiêm tốn âm thầm. Sự từ tâm quảng đại, bao dung của Thánh Giuse đã giúp ngài luôn thuộc trọn về Chúa. Qua thánh ý của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Ngài đã dưỡng nuôi Chúa Giêsu và bảo vệ, yêu thương, chăm sóc mẹ Maria trong suốt quãng đường sống bậc vợ chồng. Vì rằng gia đình thánh gia là gia đình thánh, gia đình gương mẫu cho mọi gia đình khác. Kết thúc thánh lễ, ông trưởng giới gia trưởng có lời cảm ơn cha xứ Vero, quý vị, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn. Cùng cầu nguyện cho giới gia trưởng nói riêng và các anh em nhận thánh du xe, làm thánh quan thầy nói chung. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse nâng đỡ cho tất cả anh chị em là những người chồng, những người cha có được đức tin mạnh mẽ, biết hy sinh quảng đại và âm thầm theo gương Thánh Giuse. Tin giáo xứ Giàu tiếng mừng lễ Thánh cả Giuse, mừng bổn mạng cha chánh xứ giáo xứ Giàu tiếng vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2018 tại ngôi nguyện đường tạm giáo xứ Dầu tiếng cộng đoàn giáo xứ Hăng Hoang mừng kính thánh du xe bạn trăm năm đức trinh nữ maria và mừng bổn mạng cha chánh xứ bổn mạng giáo khu du xe một trăm năm giáo khu của giáo xứ và những ai trong giáo xứ có thước hiệu thánh du xe. chủ tế thánh lễ hôm nay là cha chánh xứ du xe nguyễn thái nghĩ cùng đồng tế với ngài có cha mát theo nguyễn thanh yên hiệp thông trong tâm tình tạ ơn còn có sự hiện diện của các nữ tu cộng đoàn mến thánh giá tân việt giàu tiếng và đông đảo cộng đoàn dân chúa ngỏ lời đầu thánh lễ cha chủ tế mời gọi toàn thể cộng đoàn nhìn lên gương sáng của thánh du xe để biết khiêm nhường và vâng phục như thánh du xe cha chủ tế cũng gửi lời chúc mừng bổn mạng đến những ai mang tên thánh du xe cách riêng mừng bổn mạng giáo khu du xe chia sẻ với cộng đoàn trong bài phúc âm hôm nay cha chủ tế đã cho mọi người tham dự thánh lễ thấy rằng cuộc đời của thánh Giuse được ẩn khuất trong ánh sáng của mặt trời công chính giống như tổ phụ Abraham thánh nhân luôn sống âm thầm lặng lẽ và nuôi dạy đức Giêsu để kết thúc bài giảng lễ cha chủ tế kêu gọi mỗi người cũng vậy chúng ta đừng nghĩ gì đến địa vị cao sang mà chỉ cần chu toàn bổn phận hàng ngày của chúng ta cách tốt đẹp là chúng ta đã thành công và hạnh phúc rồi. Sau phần hiệp lễ, cha chủ tế một lần nữa nói lên lời cảm ơn đến toàn thể cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt là ca đoàn giáo sứ hôm nay đã đến hiệp dân thánh lễ cầu nguyện và chúc mừng ngài thật sốt sắng và long trọng. Thánh lễ khép lại vào lúc 20 giờ 30. một điểm tin thời sự tuần qua của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại